Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FBK Entertainment Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Web Plugin Giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert của cái DFU của bạn thêm nhiều 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 hơn Đó chính là Studio Rack Nào, bắt đầu video thôi Hey, hello xin chào các bạn Và đây chính là cách mà mình hay chỉnh giọng đọc của mình sau mỗi buổi mình quay video Và chúng ta cùng nghe âm thanh gốc giọng đọc của mình Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FBK Entertainment Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave Plugin Giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert của cái DFU của bạn thêm nhiều 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 hơn đó chính Và như các bạn nghe thấy, giọng đọc của mình không phải từ một chất giọng được đào tạo chuyên nghiệp Mình có bị viên xoang và nó khiến cho mình bị ngạt thở và rất khó phát âm Nhưng mình đã luôn cố gắng đọc to để âm thanh có mức âm lượng lớn nhất Tuy nhiên nó lại gây sự thiếu cân bằng và thiếu sự dày dặn Phần âm trầm khá khiếu ổn định Tiếp đến là căn phòng tạo ra một tiếng vang nhỏ kết hợp với việc nghẹt mũi khiến cho nghe âm thanh hơi bị oang oang ở phần tần số chung. Microphone của mình cắm trực tiếp vào máy tính, chính vì thế nó sẽ hơi bị no nhẹ cho nhiễu điện. Kết hợp là việc sử dụng microphone condenser nên nó sẽ hơi chói và cứa tai ở tần số cao. Và đây chính là cách xử lý của mình với các vấn đề này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng plugin VX Gravity của Wave Plugin để loại bỏ những tiếng ồn noise nền. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FX Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave Plugin giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert của cái DAW của bạn. Bạn hãy nhớ rằng dù đang dùng các plugin xử lý noise nền nào thì âm thanh cũng sẽ hơi bị bó mé một chút. Thế nhưng với các plugin mất tiền, ví dụ như là VX Gravity, hầu như bạn sẽ không thấy sự biến dạng về âm thanh. Để làm giọng đọc nghe dày hơn và ổn định hơn, mình sử dụng công cụ nén Revox của Wave Plugin. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FBK Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave Plugin giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert của cái DAW của bạn thêm nhiều 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 hơn. Tuy nhiên bạn có thể thấy rằng là các vấn đề liên quan đến môi trường và giọng đọc sẽ hiện diện rất là rõ ràng khi chúng ta sử dụng công cụ lén. Lúc này ta sẽ sử dụng công cụ EQ để loại bỏ chúng. Đầu tiên ta sẽ loại bỏ tất cả phần âm trầm không cần thiết tại vị trí số 1 đây. Free của hãng Wave Plugin giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ. Do giọng đọc của mình hơi bị nghẹt mũi nên nó hơi bị oang một chút. Chính vì thế mình sẽ loại bỏ tại vị trí số 5 ở đây. Để do vị trí này thì bạn đẩy cái vị trí số 5 lên và bạn nghe thấy tiếng giọng mũi của mình tức là giọng oang oang của mình nghe rõ nhất thì đó chính là cái điểm bạn cần phải giảm xuống. Giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ tức là cái phần insert của cái DW của bạn thêm nhiều 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 hơn. Tiếp đến bạn sẽ thấy rằng là cái giọng của mình phần trầm nó quá mạnh mẽ. Lúc này chúng ta sẽ giảm xuống một chút. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPK Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ. Bạn không nên chỉnh quá nhiều vì bạn không bao giờ loại bỏ được tất cả các vấn đề liên quan đến giọng đọc của bạn. Bạn chỉ cần hạn chế nó mà thôi. Ngoài ra việc tăng giảm quá nhiều sẽ khiến giọng đọc của bạn không được tự nhiên. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPK Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ. Chỉ cần tác động ít như vậy thôi là đã đủ sạch rồi. Tiếp đến là do âm thanh của chúng ta sẽ sử dụng microphone condenser giá rẻ và cắm trực tiếp vào trong máy tính. Thế nên là các phần tần số cao nó sẽ bị xé và chói. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng công cụ DSR để loại bỏ các phần chói đến từ tần số cao. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPGA Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave Plugin. Ở đây bạn lựa chọn thông số như trong hình là được, frequency khoảng tầm 10 kHz. Sau đó bạn sẽ kéo range xuống cho đến khi bạn nghe âm thanh không bị chói tai. Lúc đấy âm thanh của bạn sẽ cảm giác là ấm, dày và không bị chói nữa Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FPK Entertainment Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Wave Plugin Giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert Ok, như vậy là khá ổn bát rồi đó. Bình thường thì không cần vang, nhưng nếu bạn đã thích vang thì bạn có thể sử dụng reverb để tạo vang. Điều quan trọng nhất là chúng ta chọn được reverb thật là ấm, vang một cách nhẹ nhàng và thăng thoảng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FBK Entertainment và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin free của hãng Web Plugin giúp cho bạn tăng cường cái rãnh thẻ, tức là cái phần insert của cái DW của bạn thêm nhiều 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 hơn. Bình thường mình sẽ không dùng bởi vì mình bị nghẹt mũi và nó làm cho reverb nghe nó hơi bị la lạ. Nào, bắt đầu video thôi. Chà, nếu mà muốn làm cái vang này thì bạn hãy đóng một cái reverb thật là vang, cực kỳ vang là được. Cái này thì tùy bạn thôi nhé. Ok và đó chính là cách mình chơi âm thanh giọng đọc của mình trong các video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.